Nhà phân phối thiết bị điện Minh Motor xin kính chào quý khách. Xin giới thiệu động cơ điện một pha tốc độ 2.800 vòng trên phút, hai cực điện, tua nhanh, loại một tụ đề. Đây là dòng sản phẩm cải tiến, tăng nguyên liệu đồng và tôn silic, tạo tụ trường để chạy được điện yếu mà không cần thêm tụ ngậm. Động cơ sau có công suất 1,5 kW, 2 HP tương đương 2 ngựa, vỏ nhôm, mã hàng VMIC 100L1-2, khoảng cách từ tâm trục xuống mặt đất là 100mm. Đường kính cốt trục của motor là 28mm. Cầu đồ dòng điện định mức là 11,4A. Hệ số bảo vệ bụi và nước IP54, cấp chịu nhiệt ép, chế độ làm mát toàn phần. Nguyên liệu tôn silic xanh cán nguội, dây đồng cách điện. Tổng chiều dài thân motor là 425mm. Tổng chiều cao thân motor là 250mm. Khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế dọc trục là 140mm. Khoảng cách giữa hai tâm lỗ chân đế ngang trục là 160mm. Chân đế sản phẩm lắp được theo mọi chiều của động cơ. Nói cách khác là hộp chứa dụng điện có thể ở phía trên motor hoặc bên hông, bên cạnh sản phẩm. Motor một pha có MIC được dùng rộng rãi tại Lâm Đồng.